Xin chào, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật về tình hình cũng như là tiến độ của tòa tháp The Sun Tower, dự án Grand Marina Sài Gòn và dự án The Nestled quận 1 cho tất cả quý vị và các bạn cùng nắm rõ những thông tin mới nhất về tiến độ của các dự án này. Trước màn hình của quý vị và các bạn đó chính là tòa tháp The Sun Tower. Về tiến độ của tòa tháp này thì trên màn hình của các bạn đó chính là tầng 1 của khối đế. Hiện tại thì đang được nhà thầu thi công. Sàn tầng 1 của khối đế thì mới được đổ bê tông một nửa và đang được thi công cốt sắt cho nửa còn lại để chuẩn bị đổ bê tông. Các bạn có thể thấy thì công nhân đang thi công cốt sắt cho sàn tầng 1 của khối đế. Còn về phần khối tháp thì phía bên trong từ tầng 1 tới tầng 5 đã được tháo chống cốt pha và đang được dọn dẹp phía bên trong để chuẩn bị thi công các hệ thống cơ điện, hệ thống thông gió và hệ thống phòng cháy chữa cháy cho tòa tháp này. Phía bên trên của phần tháp thì đã thi công tới sàn tầng 9. Các bạn có thể thấy thì hiện tại đang được thi công cốt sắt cho sàn tầng 9 của khối tháp dự án The Sun Tower. Còn về phần lõi của thang máy tòa tháp The Sun Tower thì đã thi công tới sàn tầng số 16. Có thể thấy thì tiến độ của dự án The Sun Tower đã được đẩy lên nhanh hơn trước rất nhiều. Tòa tháp The Sun Tower thì nằm trong tổ hợp của dự án Grand Marina Sài Gòn. Đây là tòa tháp căn hộ và văn phòng cũng như là trung tâm thương mại. Dự án này thì có quy mô 5 tầng hầm, trong đó thì tầng hầm kết nối trực tiếp với ga Bason thuộc tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Và tương lai thì tầng hầm sẽ là trung tâm thương mại của dự án này. Còn về phần tháp thì dự án này có chiều cao là 55 tầng. Trong đó thì từ tầng 40 đến tầng 43 sẽ là vườn treo không gian mở và tạo điểm nhấn cho tòa tháp này. Các bạn có thể xem qua một số phối cảnh về tòa tháp The Sun Tower khi tòa tháp này hoàn thành. Tương lai thì đây sẽ là biểu tượng mới tại trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Và tòa tháp này sẽ là tòa tháp cao thứ 2 tại trung tâm quận 1 sau tòa tháp Bitexco. Ở nội dung tiếp theo của video thì mình sẽ cập nhật về dự án Grand Marina Sài Gòn. Trên màn hình các bạn đó chính là phân khu đầu tiên của dự án Grand Marina Sài Gòn. Tới nay thì phân khu này vẫn chưa được thi công và hiện tại đang bỏ hoang. Phía bên trong thì chỉ có bảo vệ trông coi công trình, vật tư cũng như là máy móc để thi công phân khu này cũng đã được nhà thầu phụ dọn dẹp sạch sẽ và vận chuyển đi nơi khác. Các bạn có thể thấy trên màn hình thì sắt thép đã bị hoen dỉ rất là nhiều. Hiện tại thì 3 tòa tháp trong phân khu này mới được triển khai ở tầng số 2. Còn về phân khu số 2 của dự án Grand Marina Sài Gòn thì phân khu này cũng có 3 tòa tháp có chiều cao từ 40 đến 46 tầng. Trên màn hình các bạn đó chính là tòa tháp phía bên ngoài. Tòa tháp này thì có tiến độ thi công rất là chậm, hiện tại thì mới được triển khai tới tầng số 15. Hai tòa tháp bên cạnh thì có tiến độ thi công nhanh hơn. Tòa tháp ở chính giữa thì đã thi công được tới sàn tầng số 19. Còn tòa tháp chữ L thì đã thi công tới sàn tầng số 23. Hai tòa tháp này thì có rất nhiều công nhân thi công, riêng tòa tháp ở phía bên ngoài thì không có công nhân thi công. Có thể thì phân khu này sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công của hai tòa tháp phía bên trong trước, sau đó thì mới triển khai thi công tòa tháp còn lại. Còn về tòa tháp LED thì đang trong quá trình thi công hoàn thiện. Hiện tại thì phía bên ngoài đang được thi công đèn LED. Và vừa qua hệ thống đèn LED của tòa tháp này cũng đã được chạy thử nghiệm. Còn hệ thống kính của tòa tháp này thì cũng đang được vệ sinh. Phía bên trong thì cũng đang được thi công nội thất và thi công hoàn thiện. Dự kiến thì tòa tháp này sẽ bàn giao vào cuối năm nay. Ở nội dung tiếp theo của video thì mình sẽ cập nhật về tình hình tiến độ của dự án The Nestled quận 1. Trên màn hình của quý vị và các bạn đó chính là dự án The Nestled quận 1. Dự án này thì gồm có 3 tòa tháp, hiện tại mới được triển khai 2 tòa tháp.
Một tòa tháp phía bên ngoài mặt tiền đường Tôn Đức Thắng thì có chiều cao là 25 tầng, còn tòa tháp phía bên trong thì có chiều cao là 30 tầng. Cả hai tòa tháp này thì đang được thi công ốp kính. Các bạn có thể thấy thì kính đã được ốp gần xong, chỉ còn vài tầng và vài vị trí nữa là sẽ hoàn thiện ốp kính cho hai tòa tháp này. Dự án The Nestled quận 1 thì có 3 tòa tháp, trong đó thì có 2 tòa tháp văn phòng và 1 tòa tháp căn hộ. Có thể thì sau khi thi công xong 2 tòa tháp này thì tòa tháp thứ 3 mới được triển khai thi công. Hiện tại thì dự án The Nestled quận 1 đang trong giai đoạn thi công hoàn thiện cuối cùng để chuẩn bị bàn giao. Dự kiến thì dự án này sẽ bàn giao vào quý 3 năm 2023. Trong tương lai thì khi dự án này hoàn thành, cộng với dự án Grand Marina Sài Gòn và tòa tháp The Sun Tower hoàn thiện thì dọc theo bờ sông Sài Gòn kéo dài từ dự án Vinhome Golden River tới dự án Cảng Nhà Rồng Khánh Hội sẽ rất là đẹp. Ngoài ra thì các dự án này cũng sẽ góp phần làm thay đổi cảnh quan đô thị tại trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, giúp cho thành phố ngày càng đẹp hơn và thu hút nhiều nhà đầu tư tới với thành phố Hồ Chí Minh. Video cập nhật về tình hình tiến độ của dự án The Nestled quận 1 và dự án Grand Marina Sài Gòn cũng như là tòa tháp The Sun Tower của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hay thì hãy like, đăng ký kênh để ủng hộ mình và bấm chuông để đón xem những video tiếp theo về đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.